Và xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nối và sử dụng cái đầu chống hú, gọi là máy chống hú hoặc là bộ chống hú cũng được, XTR 2.0, chống hú dành cho micro không dây. Và như các bạn thấy, hiện tại mình đang sử dụng một cái van cơ DSP99, là một cái loại van cơ nó không có chống hú các bạn nhé, không có chức năng chống hú. DSP99. Và cục đẩy mình sử dụng là Yamaha P7000S, cùng với lại một cái nâng tiếng EX3000, một cái micro không dây và một cái bộ chống hú XTR 2.0. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cách đấu nối. Phía sau này là chúng ta sẽ đấu nối như thế này. Để mình xoay lại nhé. Như các bạn đang thấy, hiện tại bây giờ trên cái micro không dây á, thì đa số cái nào nó cũng vậy. Nó sẽ có một cái jack Canon đầu ra kênh bên phải, một jack Canon đầu ra bên trái, có nghĩa là mic A và mic B chứ không phải là trái phải. Và một cái jack tổng hợp ở giữa là jack ra AB, có nghĩa là nó ra cùng một cái jack 6 ly này, nó ra cả A và B luôn. Nó dồn lại thành một đầu ra. Thì các bạn có thể sử dụng ba cái đầu ra này bất kỳ cũng được. Chẳng hạn như các bạn muốn chỉnh mic 1 và mic 2 âm sắc khác nhau thì các bạn sẽ lấy A và B lấy riêng lẻ ra với nhau để chúng ta có thể tùy chỉnh âm sắc của hai cái mic đó, độ vang vọng của hai mic đó. Còn nếu như các bạn mà muốn hai mic nó hát cùng với nhau, cùng một chế độ điều chỉnh, thì chúng ta lấy cái đầu jack 6 ly này. Ở đây hiện tại mình sẽ ví dụ với các bạn, mình sẽ lấy trực tiếp từ kênh A. Đây, kênh A này, đầu ra của nó là jack Canon. Thì sau khi đầu ra của nó, chúng ta sẽ nối lên đầu vào, có nghĩa là cái lỗ in 1 và in 2 ở trên cái đầu in 1, in 2 ở đây, trên cái đầu chống hú, bộ chống hú XTR 2.0. in 1 hoặc in 2 cũng được nhé. Nếu như các bạn dùng in 1 rồi thì còn kênh B này các bạn cho vào in 2, thì đầu ra của nó sẽ là có là out 1 và out 2. Thì đầu out 1 và out 2 này các bạn sẽ nối đi vào, các bạn có thể nối vào trong vang cơ, vang số hoặc là âm ly cũng được, bàn mixer cũng được. Nói chung là những cái nào có lỗ cắm mic thì chúng ta cứ thế mà cắm vào và chỉnh ở trong đó. Còn theo như mình thấy thì vang cơ, vang số nó cũng có chống chức năng chống hú. Thế nhưng mà vang cơ, vang số nó chống hú một cách khác, còn bộ chống hú nó lại chống hú ở một cách khác, chứ không phải là giống nhau đâu các bạn nhé. Nhiều bạn bảo là vang cơ, vang số có chống hú rồi thì cái bộ này vô dụng. Nhưng thực ra cái gì nó làm nhiệm vụ riêng của nó thì nó vẫn tốt hơn là được tích hợp ở trong một thiết bị nào đó. Mình chẳng hạn là ví dụ như các bạn là một cái điện thoại đi, nó có tích hợp đến bao nhiêu đi nữa, một cái camera có thể tốt đến bao nhiêu nữa, thì nó cũng không thể bằng một cái máy quay. Thậm chí cái máy quay nó bằng một nửa tiền của cái điện thoại thôi, nhưng không bao giờ có thể đẹp bằng cái máy quay được. Nhưng mà mỗi cái nó có một cái riêng biệt và cái đặc điểm riêng của nó. Điện thoại thì nó lưu động hơn, luôn luôn ở bên người. Còn như cái này, nếu như vang số và vang cơ và vang số thì cái cách chống hú của nó là như thế này. Chẳng hạn như các bạn bật vang số hoặc vang cơ lên một cấp độ chống hú số 1, số 2, số 3, thì khi chúng ta bật chống hú lên thì chắc chắn cái chất lượng âm thanh của cái mic chúng ta hát nó sẽ không bằng khi chúng ta không bật. Cái đó là cái điều rõ ràng. Nếu như chúng ta bật vào số 1 thì cách chống hú của nó là nó sẽ, cái tiếng mic của chúng ta alo á, thì nó sẽ đảo từ trái qua phải. Cấp độ 1 thì nó sẽ đảo rất nhanh, nó đảo tần số rất nhanh, đảo đi đảo lại. Ví dụ như cái mic chúng ta đang hát mà nó đang nhiễm hú của có một cái loa bên trái, thì nó sẽ đảo sang tiếng sang bên phải rồi, thì nó sẽ không hú nữa và nó lại đảo ngược lại. Thì cái cách chống hú của vang số là nó có đảo đi đảo lại, vang cơ cũng vậy. Đó là cái cách chống hú của cách làm việc của các cái bộ vang số, vang cơ mà có tích hợp chống hú. Còn đối với XTR 2.0 thì nó chống hú một cách khác hoàn toàn so với vang cơ hoặc vang số, bởi vì là nó không đảo loa như vậy, mà chúng ta cứ hiểu là một dải âm thanh từ 20Hz cho lên đến
20 kHz. Thì khi cái mic chúng ta đang hú với một chiếc loa nào đó, nó đang thu tiếng hú rít với một chiếc loa nào đó, thì chắc chắn nó chỉ thu ở một tần số nhất định, chứ không phải là nó thu tất cả tần số đó. Ví dụ như bây giờ cái mic của mình nó đang hú ở tần số là 10 kHz, 10 kHz ấy. Thì bây giờ cái bộ chống hú này nó có nhiệm vụ tự động, nó sẽ nhận biết được cái tần số đó nó đang hú, thì nó sẽ giảm cái tần số đó xuống, còn lại các tần số khác nó vẫn giữ nguyên. Vì vậy khi chúng ta dùng XTR 2.0, cái tiếng mic của chúng ta chỉnh bass check hoặc là chỉnh vang vọng nó vẫn giữ nguyên gần như là 99%, bởi vì còn 1% đó là nó đã giảm cái tần số đó xuống rồi. Ok. Và cái các bạn lưu ý nhé, cái tần số giảm đó là nó sẽ liên tục thay đổi tùy theo từng thời điểm khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ các bạn đứng gần loa bass thì chắc chắn nó sẽ hú rít ở nơi một cái tần số thấp. Nhưng các bạn đứng gần loa check thì nó sẽ hú rít ở một tần số cao. Thì khi đó cái bộ này nó làm việc của nó là nó sẽ tự động nó nhận biết được nó đang hú rít ở tần số nào và nó sẽ tự cắt. Và đối với sản phẩm này thì bên mình bảo hành 12 tháng, giá bán là 1.500.000 đồng. Phí chuyển hàng thì các bạn phải thanh toán thêm khi nhận hàng, dao động từ 50 đến 70.000, bảo hành 12 tháng. Và cam kết với các bạn là đứng cách loa 1 mét các bạn vẫn hát bình thường các bạn nhé. Hiện tại bây giờ thì mình đang kết nối với bộ bộ chống hú này rồi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ... Đây là cái mic của mình. Khá là đẹp cái mic này, sau này mình sẽ lấy về mình bán kèm. Lơ. Thế bây giờ mình cho âm lượng lên nhé. Lơ, 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 lơ. 2, 3, 4. Lơ, 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 lơ. Lơ, 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 lơ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, hiện tại bây giờ mình đang đấu vào hai chiếc loa bass 40, côn 100, check kèn 750. Lơ, 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 lơ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cam kết với các bạn là nó sẽ chống hú được đến 95%, còn lại 5% thì chắc chắn chả có cái nào mà nó có thể chống hú được 100% cả. Nếu như ai bán hàng mà nói câu đó là người đó là sẽ nói sai. Nhưng mà mình cam kết với các bạn rằng là các bạn đứng cách 1 mét với loa các bạn vẫn hát ok. 1, 2, 3. Lơ, 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 chứ còn nếu mà dốc thẳng cái mic mà nằm ngay ở chỗ đây thì chắc chắn cái nào nó cũng hú cả. Chứ đừng nói là nó không hú các bạn nhá. Nó chỉ giảm được khoảng tầm 95%. Nếu mà dốc thẳng thì bao giờ nó cũng hú. Đó. Nó hú mạnh luôn đấy. Chứ còn nếu đứng ở loa này chúng ta hát thì thoải mái, không vấn đề gì cả. Lơ, 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 1, 2. Lơ, 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 1, 2, 3. Với là nếu như nối với nhu cầu của các bạn hát trong gia đình thì cái phòng chúng ta nó tầm khoảng từ 30m cho đến 50m2 là quá thể rồi. Nhà nào phòng khách rộng lắm đến 50m2 là quá là rộng rồi. Đối với phòng hát cũng vậy. Thì trong cái phòng hát như vậy thì chả có ai mà đi đứng gần cái loa mà đi hát cả, đúng không ạ? Ít nhất chúng ta cũng phải cách khoảng tầm 2m đến 3m thì chúng ta mới hát, nghe tiếng nó mới rõ được. Không ai ôm loa mà hát cả. Và với cái chất lượng như thế này thì cam kết với các bạn mà vừa mới nói vừa rồi, nó sẽ chống hú rất là tốt. Và hôm trước mình cũng đã có video mở cho các bạn xem cái ruột của nó rồi. Nhiều bạn bảo tại sao cái mạch nó nhỏ như vậy mà lại làm cái hộp to như thế. Các bạn thấy đây, kích thước chuẩn là 43 cm, chiều ngang là kích thước chuẩn của mọi thiết bị âm thanh. Tại sao người ta lại thiết kế như vậy? Tại vì là để người ta gắn vào tủ kỹ thuật, thì cái giấy ốc này người ta sẽ vít vào cái thành tủ kỹ thuật nó vừa, cũng giống như micro không dây thôi, nhìn nó to như vậy thôi nhưng mà ở bên trong á, diện tích nó chiếm được khoảng tầm 20% của cái hộp micro không dây này thôi, nhưng người ta vẫn phải thiết kế như vậy để cho nó vừa vặn vào trong cái tủ kỹ thuật các bạn nhé.
mở bài nhạc này. Các bạn thấy mình mở nhạc lên để mic gần nó không vấn đề gì cả. 1 2 3. Đối với bộ XTR 2.0 thì các bạn có một cái rất là thích ở chỗ là khi các bạn chỉnh âm sắc của mic, bass chung check của mic các bạn sẽ chỉnh thoải mái mà không vấn đề gì cả nhé. Và echo các bạn cũng có thể chỉnh theo ý yêu cầu của các bạn luôn, ý của bạn luôn. 1 2 3. Hiện tại mình đang đứng đây rất gần này. Đó, các bạn nhìn đấy, nó đến không đến 2 mét. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nếu như các bạn xem một cái kênh khác mà test về XTR 2.0 thì các bạn nên bảo người ta test trên cái loa chép kèn. Bởi vì là loa chép kèn cái khả năng bị hú của nó rất là cao. Chép kèn nó thu hú rất là cao các bạn ạ. Còn những cái chép giấy mà cái loa bass 25, loa nằm ở gia đình ấy, thì mấy cái bass chép giấy đó thì không, đừng nên test trong video như vậy. Bởi vì là những cái chép giấy ấy, nó không thể hú rít bằng, thu hú rít bằng những cái chép kèn được. Đây, hiện tại mình đang để echo hết cỡ nhá. Đó. Này, âm lượng check này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó. Cái này sai tần số. Cái này là cái mic không có thu rít các bạn ạ. Đấy nhá. 1 2 3. Mở một bài nhạc nữa rồi mình sẽ kết thúc video các bạn nhé. No.
Ok, như vậy là ngày hôm nay mình cũng đã test thực tế là như vậy. Và bên mình cũng có nói trước trên video là cam kết đứng cách loa 1 mét hát thoải mái các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của linh kiện 789.vn, mèo vặt 789.vn và Vlog 789. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.